hối hận vì mua xe cho em trai. Chuyện là sau khi em mình đỗ đại học và phải xa gia đình lên Sài Gòn nhập học thì mình có dắt nó đi mua một chiếc xe máy để tiện cho việc đi lại trên này. Thì hôm nay mình quyết định lên Sài Gòn để thăm nó, sẵn xem nó học hành như thế nào luôn. Lên tới Sài Gòn thì nó không ra đón mình, nó bảo là xe bị hỏng gì đấy, làm mình phải tốn tiền bắt xe qua chỗ nó. Đến nơi kiểm tra thì xe có hỏng gì đâu, thì ra là nó mê chơi game không chịu ra rước mình. Có app My Yamaha Moto nhắc nhở bảo dưỡng định kỳ, làm sao mà để tới hỏng được. Mình chỉ cần tìm đại lý gần nhất và đặt lịch là đẩy vào sửa ngay thôi. Anh dắt mày đi một lần cho biết luôn, vừa đến thì mình sẽ được các bạn nhân viên tư vấn hướng dẫn nhiệt tình, xem xe bị lỗi gì và cần phải thay gì. Sau khi ok rồi thì các bạn kỹ thuật viên mới tiến hành bảo dưỡng và sửa chữa xe. Mình thấy máy móc và công nghệ ở đây khá là hiện đại, kỹ thuật viên tay nghề cũng cao, kiểm tra một tí là bắt được bệnh ngay. Đặc biệt là trong quá trình sửa chữa mà thiếu phụ tùng thì Yamaha Thao sẽ hỗ trợ đặt hàng giúp mình luôn. Các đại lý ở Sài Gòn khi đặt mua trước 12 giờ thì sẽ được giao trong ngày, còn sau 12 giờ thì sẽ được giao vào ngày hôm sau. Rất là nhanh chóng nha, áp dụng cho 31 tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc. Nhờ có máy dịch vụ này mà xe có hư dọc đường thì cũng đỡ lo hơn. Bạn nào muốn biết dịch vụ ở đây ok như nào thì có thể thử đến trải nghiệm nha. Để biến từ một căn phòng như thế này và thành như thế này thì mình cũng tốn khá tiền đó mấy bạn. Nào là giấy dán tường, tranh đề co, chăn ga, thảm trải sàn, tủ đầu giường và còn rất là nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà thường thì mình sẽ sắm từ từ và canh ngay mấy đợt sale á. Giống như ngày 26 tháng 7 này thì sàn Cam có chương trình siêu hội đam mê tung điêu chiều sở thích và sẽ được giảm rất là nhiều mặt hàng, nên mình cũng tranh thủ sắm thêm một mớ đồ về trang trí cho căn phòng của mình. Và tổng thiệt hại cho cái góc phòng ngủ này thì tầm 8 củ khoai á. May mà canh săn được giá tốt chứ không là còn phải tốn kém nhiều hơn. Đầu tư cả đống tiền cho cái góc làm việc, đèn đốm trang trí các kiểu, nhưng không hiểu sao mình thấy nó vẫn còn hơi trống, kiểu bị thiếu cái gì á. Rồi mới lên mạng ngồi lướt lướt tìm thử xem có cái gì phù hợp có thể trang trí vào được không, thì phát hiện được mấy quả chanh để bàn này ảo thật sự luôn. Mới đầu nhìn thì thấy nó cũng bình thường, nhưng mà sau khi lên đèn thì cứ phải gọi là đỉnh của chớp luôn, nhìn nó ảo thật sự. Mình có thử tắt hết đèn ở trong phòng thì phải công nhận là nó đẹp hơn gấp mấy lần luôn á. Cái hình in trên chanh cực kỳ là gõ và sắc nét. Mỗi chanh thì sẽ có ba hiệu ứng ánh sáng khác nhau, mình có thể tăng giảm độ sáng hay là tắt mở thông qua một cái điều khiển như thế này. Phần khung chanh thì được làm bằng gỗ, còn bề mặt là mica, nhìn trông rất là sang và đẹp luôn. Chanh được sử dụng cổng USB nên cũng rất là tiện. Mấy quả chanh này mà để đề co góc làm việc của mình thì cứ phải gọi là quá hợp. Lần trước đầu tư mấy quả chanh LED đẹp quá trời, mà mỗi lần muốn dùng thì phải mất công cắm điện nữa. Rồi lướt thấy bên Titan họ vừa ra mắt mẫu chanh giả LED cũng khá là hay ho, nên sẵn mình đặt về để thay thế cho mấy mẫu chanh cũ, coi như lâu lâu đổi chủ đề trang trí cho cái góc làm việc luôn. Lần này mình nghỉ chơi siêu anh hùng rồi, giờ chuyển qua tới Liên Minh Huyền Thoại. Đây là dạng mẫu chanh chán gương nha, cái hình in trên chanh mình thấy nó rất là sắc nét luôn, nhìn cảm giác giống như là mình đang bật đèn LED cho chanh vậy á. Phần khung thì được làm bằng nhựa, rất là cứng cáp, phải nói là cái màu của nó siêu cấp VIP Pro thật sự á. Để mình thay cho 4 bức chanh Marvel thử rồi mấy bạn xem có đẹp và hợp hơn không nha. Đợt này thì mình chọn ba xạ thủ thuận tay nhất của mình luôn, đó là Jin, Adriel và Ash. Ai chà, phải công nhận là lắp mấy quả chanh này vào nhìn cái góc làm việc của mình như được nâng lên một tầm cao mới luôn. Quá trình để làm ra một bức tượng cá nhân của mình và mẹ sẽ diễn ra như thế nào? Đầu tiên thì mình sẽ chọn bức ảnh mà mình muốn làm, tiếp đến là chụp lại cận cảnh các góc mặt và shop sẽ thiết kế rồi gửi lại ảnh 3D cho các bạn xem. Đến khi nào mình ưng thì thôi. Đến bước này là tô tượng, được nhìn trực tiếp thì mới thấy sự tỉ mỉ và khéo tay của người thợ luôn á. Họ phải vẽ làm sao cho giống người thật nhất có thể. Và bước này thì hoàn toàn được làm bằng thủ công đó nha. Đây là ảnh mình gửi nè, lúc này là cũng được 6 năm rồi á. Có bạn nào đón ra được ngôi nhà phía sau là nằm ở đâu không? Và sau khi hoàn thành thì đây là kết quả mình nhận được. Eo ơi, không nghĩ là nó giống đến vậy luôn á. Từ cái nếp nhăn ở trên quần áo đến cái phong cách săn quần ngày xưa của mình, các phụ kiện đi kèm thì cũng được người ta làm rất là đầy đủ và chỉnh chu. Và mình cũng có nhờ sớm họ lồng khung kính lại giúp mình để mình làm quà tặng cho mẹ nhân ngày sinh nhật. Những mẫu tượng truyền thần như thế này mình thấy dùng để làm quà tặng thì cực kỳ ý nghĩa luôn. Thật không thể tin được, đây là lượng bụi mà con robot này hút được chỉ sau một lần sử dụng. Nhà mình thì đã có máy hút bụi rồi, nhưng mình vẫn quyết định mua thêm một con robot, chỉ vì thấy mẹ mình mỗi lần vệ sinh nhà cửa là lại phải chui xuống gầm giường. Thật sự thì những vị trí như dưới gầm giường, gầm tủ hay dưới sofa thì mình không thể nào đưa máy hút bụi vào để hút sạch được, cho nên là robot hút bụi sẽ giải quyết vấn đề đó giúp mình. Ở đây thì sẽ có một khay chứa nước nên sẽ kết hợp vừa hút vừa lau luôn, và lực hút của em này là 1800 PA, hút rất là khỏe và sạch luôn. Mỗi sáng thì mình cứ đi làm việc rồi mở lên cho nó chạy khắp nhà, và khi gần hết pin thì robot sẽ biết tự động quay về chạm sạc. Khi sạc đầy thì nó có thể hoạt động liên tục được 100 phút. Ngoài ra thì robot còn biết cảm biến vật cản, và tính năng mình thích nhất chính là cảm biến chống rơi trên em này. Tuy nhiên điểm trừ là sau mỗi lần sử dụng xong thì mấy bạn phải châm nước và đi đổ gác. Nói chung là từ lúc sắm em này, nhà mình gần như không cần phải hút bụi và lau nhà luôn. Để dưới nhà một con, trên lầu một con là khỏe ghê.
Dạ. Đó, con nói mẹ rồi, đừng lấy giấy tay bằng cái tăm bông này nữa, vừa dễ tổn thương lại không có sạch. Không xài tăm bông chứ dùng cái gì? Thôi, buổi công nghệ là người ta phải dùng cái này nè. Đây là dụng cụ lấy giấy tay thông minh đến từ nhà Xiaomi, được thiết kế cực kỳ gọn nhẹ và hiện đại. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mẹ chỉ cần dùng điện thoại để kết nối với thiết bị giấy tay. Camera của em này thì phải nói là siêu nét luôn, với chống rung điện tử 6 chiều giữ cho hình ảnh được tốt nhất, giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn. Sạc đầy pin thì có thể sử dụng liên tục được 90 phút. Ở đây thì sẽ có 4 bộ muỗng để thay thế với 4 màu sắc khác nhau, vừa đủ cho 4 thành viên trong gia đình mình luôn. À, mấy bạn lưu ý, đây là camera dạng nội soi, dùng để quay cự ly gần nên sẽ rất mờ nếu dùng để quay cự ly xa nha. Và sau một thời gian sử dụng thì mình thấy nó khá là hiệu quả, vừa sạch sẽ lại an toàn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nha. Có bạn nào gặp tình trạng như nhà mình không? Mẹ mình nằm điều hòa, trời mùa hè cứ bị ho suốt. Mình thì không để điều hòa phà thẳng vào giường nơi mẹ nằm, nên là cũng khá nóng. Bật thêm quạt thì lại khô quá, mát cũng không có đều. Và giải pháp của mình chính là đầu tư một chiếc quạt đối lưu không khí đến từ thương hiệu Iris Oyama. Thương hiệu này thì có rất nhiều dòng quạt đối lưu không khí từ cá nhân đến gia đình. Và tìm hiểu thì mình chốt được con LFD22T này. Mình có thể điều khiển các chế độ ngay trên đế quạt và các thao tác hoàn toàn bằng cảm ứng, hoặc cũng có thể điều khiển từ xa thông qua một cái remote như thế này. Quạt sẽ có 3 chế độ. Đầu tiên là gió thoảng. Ở chế độ này thì quạt sẽ điều chỉnh tốc độ gió từ từ để tạo ra luồng gió giống như gió tự nhiên, thích hợp cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Tiếp đến sẽ là chế độ ngủ, quạt sẽ giảm tốc độ dần dần và tự tắt sau 2 giờ. Cuối cùng là chế độ tự động. Ở chế độ này thì quạt sẽ cảm biến theo nhiệt độ phòng và điều chỉnh mức gió sao cho phù hợp, và có đến 12 tốc độ gió để mấy bạn có thể lựa chọn. Đặc biệt là em quạt này có thể xoay được 360 độ nên sẽ mang đến luồng gió mát bao trọn không gian. Lồng quạt và cánh quạt được thiết kế thông minh, có thể tạo ra luồng gió sấy thổi xa đến 18m, nhờ vào luồng gió lốc sấy giúp đối lưu không khí, tản đều và ổn định nhiệt độ phòng hiệu quả hơn. Và mình thấy quạt hoạt động không hề bị ồn. Ngoài ra thì mình cũng có thể điều chỉnh độ cao thấp của quạt sao cho phù hợp với không gian sử dụng. Mà lưu ý là mấy bạn không được dùng tay để bẻ hướng quạt hay ấn đầu quạt xuống như những chiếc quạt truyền thống nha. Tổng kết lại thì nhà bạn nào có người lớn tuổi hay trẻ nhỏ cần một không khí mát lành, ổn định về nhiệt độ, đảm bảo chất lượng thì có thể thử dùng em quạt đối lưu không khí này, giá cả cũng cực kỳ hợp lý. Havit, Havit, lại là Havit, đây cũng Havit, cả đây nữa. Và nói về chất lượng cũng như giá cả thì Havit chưa bao giờ làm anh em mình phải thất vọng. Điển hình như em Havit TW947 này được thiết kế theo dạng Airbus nên là khi đeo phần housing sẽ ôm sát vào tai, rất là chắc chắn và thoải mái luôn. Chất liệu em này thì vẫn chỉ là nhựa ABS thôi, nhưng nó được hoàn thiện cực kỳ tốt. Phần bản lề đóng mở rất là đầm luôn. Mặt trước thì sẽ là đèn báo dung lượng pin với công nghệ kết nối Bluetooth 5.3 nên độ trễ của em này là tương đối thấp, giúp ổn định trong suốt quá trình sử dụng. Thao tác trên tai nghe thì hoàn toàn bằng cảm ứng, rất là tiện để sử dụng. Với driver là 13mm nên các dòng nhạc acoustic hay là pop ballad thì mấy bạn sẽ nghe rất là rõ. Còn phần bass thì có to đó, nhưng bật lớn quá thì vẫn còn tình trạng bị ghè. Mà bù lại pin khá trâu, có thể sử dụng liên tục được 5 đến 7 tiếng. Ngoài ra còn có công nghệ khử ồn INC giúp cho trải nghiệm được tốt hơn. Mình nghĩ em này sẽ rất phù hợp với các bạn sinh viên bị đau ví. Và hiện thì sản phẩm đã có mặt tại Thế Giới Di Động. Cục wifi thì ở tầng 1, mà phòng mình thì lại ở tầng 2. Mỗi lần muốn lên phòng chơi game hay là coi phim gì thì cứ một tí là mắc kết nối. Giờ thì phải ngồi ôm cục wifi như thế này luôn, chóng chán thật sự. Mình quyết định phải đổi qua một bé wifi khác, nhất định là sóng khỏe mạnh, ổn định 24/7. Qua tới nhà hàng xóm mà vẫn kết nối được luôn. Hàng về, router wifi chuẩn wifi 6 đến từ nhà Gcell, hỗ trợ cả băng tầng 2.4GHz và 5GHz với tốc độ tối đa lên đến 1775M, giúp tăng cường độ phủ sóng. Nên là mình có đi ra tít ngoài sân mà vẫn dùng được mạng rất là mượt mà. Với thiết kế tản nhiệt đột phá, tản nhiệt trước và sau giúp AP không bị quá nhiệt nên là sẽ ổn định hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Có thể kết nối 50 thiết bị cùng một lúc nên sẽ phù hợp với các hộ gia đình, quán cà phê, shop thời trang hay là các doanh nghiệp nhỏ. Và độ bảo mật của em này cũng cực kỳ cao. Ngoài ra thì còn có thể quản lý qua app Nebula, giúp mình không còn lo lắng về việc quên AP, mất tài khoản hay mật khẩu, không biết là mình có mua bị hố không nữa. Vì em này có thể phủ sóng cả 100m², dùng được cho cả công ty, doanh nghiệp, siêu thị mà thôi, giá cũng khá là ok. Hà dư còn đỡ hơn thiếu. Bạn nào đang cần tìm một bộ router wifi mạnh, ổn định thì có thể tham khảo thử em này nha. Đây chắc là con đèn cực quang ảo nhất mà mình từng có luôn rồi á. Bé tí như thế này thôi, nhưng đây là ánh sáng mà nó chiếu ra được nè. Đèn sẽ có 3 nguồn sáng chính, một là chiếu laser, hai là chiếu mặt trăng, còn 3 là đèn tạo cực quang chuyển động. Và mình không nghĩ là một chiếc đèn bé như thế này mà nó lại có thể chiếu ra được ánh sáng rất là đẹp và rộng, gần như bao trọn cả căn phòng luôn. Mình cũng có thể điều chỉnh độ sáng, màu sắc hay là hiệu ứng tùy thích. Ngoài ra thì đèn còn có chức năng là loa Bluetooth. Anh thôi cũng không có là sao chứ.
thật là cậu đã đi du lịch không đó. Cái này mà ngồi làm việc mở nhạc chiêu chiêu hay là dùng để chụp ảnh sống ảo thì cứ phải gọi là quá đỉnh. Dạo này thời tiết thất thường quá mấy bạn à, lúc thì nắng bể cả đầu, lúc thì mưa tầm tã, rồi bệnh xương khớp của mẹ mình lại tái phát, thêm phần cũng đã có tuổi, làm gì một tí là nhức mỏi hết cả người. Mình thì cũng bận công việc nên không thể nào ngồi xoa bóp cho mẹ cả ngày được. Tìm hiểu ở trên mạng thì thấy người ta dùng cái máy massage cổ vai gáy này nên mình cũng mua về cho mẹ dùng thử, thì thấy cũng có hiệu quả, mẹ bảo đỡ đau nhức hơn hẳn. Đây là máy massage cổ vai gáy M3 đến từ nhà Bumat. Máy sẽ có 6 tiếp điểm xoa bóp và được hoạt động theo hình số 8. Phạm vi xoa bóp của em này thì khá là rộng, cái cảm giác nó như là có ai đang xoa bóp bằng tay cho mình vậy, rất là thoải mái luôn. Cách dùng thì cực kỳ đơn giản, mình chỉ cần ướm cái phần đầu massage này lên cổ, sau đó thì đeo dây vòng ra sau lưng và cài khóa vào. Mấy bạn cũng có thể điều chỉnh dây làm sao cho phù hợp với cơ thể của bản thân. Ngoài ra thì máy còn được tích hợp thêm tính năng chườm nóng thông minh, tác dụng tận sâu và bao quát các cơ xung quanh vai và cổ. Máy sẽ có hai chế độ massage, massage nhẹ với nhịp độ ổn định giúp cho thư giãn vai và cổ, chế độ này sẽ thích hợp cho người cao tuổi, và thêm một chế độ là massage liên tục, máy sẽ massage với cường độ mạnh giúp giảm nhức mỏi nhanh chóng. Ngoài dùng để massage cổ vai gáy thì mình cũng có thể dùng để massage các vùng lưng đùi chẳng hạn, rất là đa dụng tiện lợi luôn. Nhà bạn nào mà có người cao tuổi hay những bạn làm việc văn phòng ngồi lâu thì một em máy massage như này là cực kỳ cần thiết, có thể dùng để làm quà tặng thì cũng rất là ý nghĩa nha.